chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh tạo đối tượng song song trong CAD. Lệnh tạo đối tượng song song. Đối với tạo đối tượng song song thì có hai trường hợp. Trường hợp số 1 đó là tạo đối tượng song song biết điểm đến, tức là mình biết điểm đặt nó ở vị trí nào. Mình sẽ tạo ra một cái đối tượng song song biết điểm đặt tại một cái vị trí nào đó. Ví dụ mình có một cái hình chữ nhật như thế này. Bây giờ người ta bảo mình tạo ra một cái đối tượng song song biết điểm đặt nó ở một vị trí bất kỳ nào đó, tức là mình biết điểm đến ấy. Thì bây giờ để vẽ lệnh tạo đối tượng song song, sử dụng lệnh cho mình đó là lệnh offset O, enter. Nhập thêm lệnh T, enter. Chọn đối tượng cần tạo này và kích chuột chọn điểm đến. Điểm đến ở vị trí nào thì mình kích chuột ở vị trí đó. Chọn đối tượng và kích chuột chọn điểm đến. Chọn đối tượng và chọn điểm đến. Đấy là vẽ hình chữ nhật mà tạo đối tượng song song. Có thể là một hình elip chứ không nhất thiết là một hình chữ nhật. Có thể là một cái hình elip như thế này. Tạo đối tượng song song. O, enter, T, enter. Chọn đối tượng, kích chuột, chọn điểm đến. Hoặc là chọn đối tượng, mình có thể kích chuột vào trong. Đây, như thế này. Đây là một cái hình elip. Trường hợp số 2 đó là tạo đối tượng song song biết khoảng cách, tức là người ta cho cụ thể một cái khoảng cách nào đó. Thực hiện lệnh, đó là lệnh O, enter. Nhập khoảng cách, giả sử một cái hình chữ nhật song song với cái hình chữ nhật ban đầu và có khoảng cách là 100. Enter. Kích chuột chọn đối tượng và kích chuột chọn hướng cho nó. Hướng 100 ở vào bên trong hay hướng 100 ra bên ngoài thì mình kích chuột chọn hướng. Kích chuột vào ra bên ngoài thì nó ra bên ngoài, mà kích chuột vào bên trong thì nó vào bên trong. Đấy là mình sẽ kích chuột chọn hướng cho nó. Hướng vào trong hay ra ngoài, nhưng nó luôn luôn giữ khoảng cách đó là bằng kích thước mình nhập. Đấy là tạo đối tượng song song biết điểm đến. Một cái lệnh đó là lệnh thu phóng đối tượng. Thu phóng đối tượng. Giả sử mình có một cái đường tròn có bán kính là 200. Bây giờ người ta yêu cầu phóng to cái đối tượng này ra có bán kính là 1000. Thế bây giờ 1000 mà chia cho 200, tức là nó gấp 5 lần lên, thì mình thực hiện lệnh thu phóng như sau. SC, enter. Chọn đối tượng cần thu hoặc phóng. Bây giờ mình cần phóng lên. Enter. Chọn điểm đặt, giả sử mình điểm đặt trùng với tâm của cái đường tròn này. Bây giờ phóng nó lên bán kính là 1000, vậy thì nó gấp 5 lần, tức là mình lấy 1000 chia cho 200 nhập bằng 5 này. Enter. Và đây là cái đường tròn sau khi mình phóng lên. Đo thử bán kính của nó xem có đúng là 1000 như lúc nãy mình. Thấy không? 1000. Đấy là thu. Đấy là phóng, phóng nó lên. Thế còn bây giờ thu, thu tức là mình sẽ thu nhỏ nó đi. Thu nhỏ nó đi. Sử dụng lệnh đó là lệnh SC, enter. Chọn đối tượng, enter. Chọn điểm đặt, giả sử mình đặt tâm đây. Nào bây giờ mình sẽ thu nhỏ nó lại. Giả sử bây giờ nó có bán kính là 1000, mình muốn thu nhỏ cái đối tượng thành 250. Vậy thì bây giờ mình muốn thu nó lại thì lấy kích thước thực của nó là 250 này, chia cho 1000. 250 chia cho 1000 nó là 1/4, tức là mình thu nhỏ nó gấp nhỏ lại gấp 4 lần và enter. Thì đây chính là bán kính của nó này, R250. Vậy thì bây giờ mình có thể kết luận là nếu như trong trường hợp mình muốn phóng nó lên thì cái tỷ lệ phóng đó nó sẽ lớn hơn 1. Còn nếu như trong trường hợp mình muốn thu nhỏ nó lại thì cái tỷ lệ thu phóng thu đó nó sẽ nhỏ hơn 1. Đấy là thu phóng đối tượng.